thi đấu MMA chuyên nghiệp ra sao. Đây vẫn là một tình huống mà Duy Nhất đang chiếm thế thượng phong, Quang Khải đang hoàn toàn thủ. Nhà vô địch thế giới bộ môn Muay Thái, vô địch châu Á, vô địch đại hội thể thao trong nhà võ thuật châu Á năm 2013, vô địch đại hội thể thao võ thuật châu Á năm 2009, sở trường bộ môn Muay Thái. Vỗ tay lớn lên đi nào. Tôi xin được phép công bố hạng cân 60kg của nam giữa võ sĩ Trần Quang Khải và Nguyễn Trần Duy Nhất xin phép được bắt đầu. Thưa quý vị, đây là những gì mà chúng ta đã chờ đợi trong suốt cả ngày hôm nay. Main event, trận đấu chính và là trận đấu quan trọng nhất trong ngày. Trận đấu vòng loại hạng cân 60kg của nam giữa Nguyễn Trần Duy Nhất, cái tên mà không có bất cứ một người yêu võ nào của Việt Nam không biết đến. Võ sĩ đã từng giành ngôi vô địch Muay thế giới. Và ngày hôm nay đối thủ của anh sẽ là võ sĩ trẻ Trần Quang Khải, võ sĩ sinh năm 2000 của Trung tâm huấn luyện MMA Việt Nam. Sẽ là một thử thách thực sự với Trần Quang Khải, võ sĩ trẻ ở góc đài đỏ. Chúng ta được chứng kiến rất nhiều bất ngờ tại sàn bát giác của lần Championship ngày hôm nay khi những võ sĩ tên tuổi bị các đối thủ vô danh hạ gục. Và ngày hôm nay chúng ta cùng xem độc cô của bài là ngoài Việt Nam, đó là Nguyễn Trần Duy Nhất sẽ đối mặt với thử thách mang tên Trần Quang Khải ra sao. Dẫu sao thì đây cũng mới là lần đầu tiên Duy Nhất lên sàn MMA. Chắc chắn là cũng sẽ có những khác biệt, chúng ta cùng chờ đợi xem trận đấu sẽ diễn ra như thế nào. Những đòn đơn của Duy Nhất đều là rất cơ bản và rất chuẩn, rất standard. Thực tế thì Trần Quang Khải là võ sĩ đã được thay thế ở trong ngày thi đấu hôm nay khi mà đối thủ đầu tiên của Nguyễn Trần Duy Nhất đó là Lý Minh Hậu đã từ chối thi đấu. Vừa có một đòn chân rất nặng của Duy Nhất đá vào vùng bắp chân của đối thủ. Và câu trả lời của Quang Khải. Quang Khải trẻ hơn rất nhiều, năm nay mới 22 tuổi nhưng cũng đang thi đấu rất bình tĩnh trước một tượng đài của võ thuật Việt Nam. Xét về kinh nghiệm trên những võ đài ở khắp thế giới thì đương nhiên Duy Nhất được đánh giá cao hơn rất nhiều, nhưng đây là một sàn đấu khác hoàn toàn so với tất cả những gì mà anh từng trải nghiệm trong sự nghiệp của mình. Nhưng vẫn là những cú quét ống đồng cực nặng của Duy Nhất vào bắp đùi của Quang Khải. Ở một trận đấu trước đó thì một võ sĩ của No One Muay Club của Duy Nhất là Dương Dĩ Tiến đã thua. Liệu Duy Nhất có thể giành được chiến thắng hay không? Trận đấu vẫn đang diễn ra một cách rất bình tĩnh, đã gần hết 2 phút thi đấu đầu tiên rồi. Chúng ta đang có khoảng thời gian hai võ sĩ thăm dò nhau. Và gần như chưa có bất cứ một điều gì liên quan tới MMA xuất hiện tại sàn bát giác vào lúc này, khi mà cái võ sĩ đều thể hiện những ngó đòn sở trường của mình ở các môn võ mà mình đã theo tập luyện. Đó là một tình huống đá cao và suýt chút nữa đã trúng vào đầu của Trần Quang Khải. Nhìn chung những đòn chân của Duy Nhất là quá kinh khủng. Đó cũng là những đặc trưng của Muay Thái. Những đòn chân, những cú đạp thẳng và có thể là những tình huống xoay người giật trỏ, những cú rơ ve nữa. Quang Khải có lẽ là cũng không dám tấn công vì bất cứ một sơ hở nào cũng sẽ dẫn tới hệ quả đáng tiếc trước Nguyễn Trần Duy Nhất. Phải nói rằng khi đối mặt cùng với một huyền thoại, một tượng đài thì không có bất cứ một võ sĩ trẻ nào có thể đạt được một hiệu cảm giác tâm lý tốt nhất. Hiệp đấu đầu tiên phải ngoại lệ. Chỉ còn 10 giây nữa mà thôi. Hiệp đấu khá bình an dành cho Trần Quang Khải. 2 giây, 1 giây và hết giờ. Một hiệp đấu tốt của Trần Quang Khải. Mọi chuyện tương đối yên bình với võ sĩ 22 tuổi này. Có lợi thế về thời gian tập luyện khi anh đang hoạt động tại Trung tâm huấn luyện MMA Việt Nam. Môn võ chính của Quang Khải đó là MMA và đó là ngôi chữ ưu thế dành cho võ sĩ trẻ này.
nhưng những đòn chân của Duy Nhất vẫn đang là cực nặng vào khu vực bắp đùi của Quang Khải. Có thể thấy là khả năng di chuyển bộ chân của Duy Nhất là linh hoạt và hay đến như thế nào, cả trong tấn công lẫn trong phòng thủ. Đau rồi. Trên sàn lúc này thì chúng tôi đang thấy Quang Khải có dấu hiệu bị đau ở chân trái rồi. Anh đã lĩnh rất nhiều đòn vào khu vực đùi và gối trái. Và bây giờ thì anh đang có vẻ như di chuyển tập tễnh. Nhưng đó là một đòn take down đến từ Quang Khải. Nhưng Duy Nhất cũng rất tỉnh táo. Và bây giờ thì Duy Nhất đang khóa được cổ của Quang Khải rồi. Chúng ta cùng xem Duy Nhất sẽ đối mặt với tình huống raw play đầu tiên của mình trong sự nghiệp thi đấu MMA chuyên nghiệp ra sao. Đây vẫn là một tình huống mà Duy Nhất đang chiếm thế thượng phong. Quang Khải đang hoàn toàn thủ. Trước khi tham dự lần championship thì Duy Nhất đã có khoảng thời gian để tập luyện MMA rồi võ tự vệ cùng với rất nhiều những đồng nghiệp ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Và khoảng thời gian đó sẽ là giúp ích rất nhiều cho Duy Nhất để có thể đối mặt với tình huống thế này, những tình huống đặc trưng của MMA. Đây chính là lúc mà chúng ta thấy được Duy Nhất có lẽ là hơi bỡ ngỡ để có thể tung ra được đòn quyết định với MMA này. Một đòn khóa xiết nào đó, anh đang cố gắng để tìm cách hạ gục đối thủ bằng một đòn. Duy Nhất đang bẻ cổ tay, bẻ khuỷu tay của đối phương. Vâng. Chưa có tap out. Và tap out rồi. Duy Nhất ở tình huống vừa rồi, thậm chí thưa quý vị, chúng tôi quan sát thấy anh đã nói với đối thủ là bỏ cuộc đi. Rõ ràng là Duy Nhất thi đấu với một tâm thế rất lớn. Võ thuật thực sự là một nghệ thuật với những trận đấu của những võ sĩ lớn như Nguyễn Trần Duy Nhất. Đó không chỉ là những trận đấu của thể xác mà đó là trận đấu của tinh thần thượng võ, của tinh thần võ sĩ đạo. Và ngày hôm nay thì Duy Nhất thực sự đã đáp ứng được những gì mà người ta kỳ vọng. Cũng rất đáng khen cho Trần Quang Khải, võ sĩ trẻ, người ngày hôm nay gặp phải đối thủ lớn nhất trong vòng loại miền Bắc. Và thực sự Quang Khải ngày hôm nay vô cùng đáng khen. Và đây rõ ràng là hình ảnh quá đẹp mà chúng ta chờ đợi ở lần championship ngày hôm nay. Nguyễn Trần Duy Nhất, huyền thoại võ thuật Việt Nam, độc cô cầu bài của làng ngoài, đang có những lời động viên chia sẻ với người đàn em trẻ tuổi. Và Nguyễn Trần Duy Nhất đã bắt đầu sự nghiệp MMA của mình bằng chiến thắng với submission. Có thể thấy Duy Nhất thi đấu với cái đầu tỉnh táo và cái tâm bình thản đến như thế nào. Anh thậm chí còn khuyên đối thủ phải dừng cuộc chơi để tránh những chấn thương đáng tiếc. Và bây giờ thì Duy Nhất đang dìu đối thủ vào phòng y tế. Đây chính là tinh thần thượng võ, những gì mà chúng ta muốn thấy ở một môn võ khốc liệt nhưng cũng là một môn tôn vinh tinh thần thể thao, tinh thần của sự trong sáng và những ý tưởng tốt trong một môn thể thao mang đậm tính đối kháng như thế này. Vâng thưa quý vị, và như vậy ở trận đấu cuối cùng này đã không có bất ngờ nào xảy ra cả. Và chiến thắng submission đã thuộc về võ sĩ mang băng đai màu xanh Nguyễn Trần Duy Nhất. Một chiến thắng vô cùng thuyết phục của Nguyễn Trần Duy Nhất.